tập bạn bè lắm rồi rủ anh đi chơi anh không uống, rồi anh có cho bạn gái uống hay là như thế nào không? Anh không uống anh chở em về được mà. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, giới thiệu đi bạn. Em tên là Phạm Viết Nghĩa. Em sinh năm 91 thì 26 hoặc là 27 thì cũng được chị. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ Bình Dương luôn. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, toàn thể quý vị khán giả cùng bạn nam bên kia. Em tên là Võ Thị Thu Hương, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở Long An và hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên kế toán ạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ em là người giàu tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc người khác, là người có trách nhiệm ạ. Còn khuyết điểm của em tự nhận thấy em là người thẳng tính ạ. Có vẻ hơi rụt rè trước đám đông. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em không biết uống rượu, uống bia, tức là mọi rượu bia là em không thể uống được hết. Rồi thuốc lá của em hút. Còn khuyết điểm của em thì cũng giống vậy luôn. Tại vì nhiều bạn bè em nói là gì đâu mà trai mà bia rượu mà không uống được miếng xíu nào hết rồi. Thì em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Rồi em thấy anh nói như vậy thì theo em đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Em thấy cũng là vừa là ưu vừa là khuyết điểm. Anh ơi ví dụ mà em rủ anh đi chơi, em hay tụ tập bạn bè lắm rồi rủ anh đi chơi anh không uống, rồi anh có cho bạn gái uống hay là như thế nào không? Thì uống cũng được thôi, anh không uống anh chở em về được mà. Vậy cũng được. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ dạ chưa. Anh ơi vậy anh có ngại khi mà trước anh em đã quen hai bạn trai rồi không ạ? Dạ bình thường mà, đâu có gì đâu em. Dạ luôn hả? Mà tại sao chưa có mối tình nào? Dạ hồi xưa thì lúc mà em đi học thì ba mẹ nói là học đi rồi mốt rồi tính. Thì em học chuyên ngành xây dựng vậy. Nhưng mà vô ngành xây dựng thì không có gái nữa. Rồi xong em học xong rồi lại đi bộ đội. Rồi cứ đi bộ đội rồi về lại kiếm việc làm rồi nó tùm lum, nói chung là cuộc sống nó không có thời gian để mà đi kiếm ai á chị. Nếu mà vậy không có thời gian thì giờ nếu mà anh quen em á thì thời gian đâu đi chơi? Không giờ có rồi em, giờ rảnh lắm. Thiệt. Giờ rảnh lắm. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Trước tiên là phải có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình của mình. Tôi có tính hài hước một tí thì tốt ạ. Thấy mình đó vui đó, hài hước. Hơi tròn tròn thì tốt ạ. Cái gì mà dữ vậy ta? Ủng hộ nhà trai dữ vậy ta? Tò mò quá chị. Còn gì nữa không? Nói luôn rồi. Đủ rồi chị. Em có không thích cái gì ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai mà lượm thượm không gọn gàng rồi hay càm ràm hay là em không thích. Rồi thích bự con ha. Cái gì gì trốn đi đâu ông làm gì vậy? Ê cái gì vậy, ông đưa cái mông cho tôi hả? Vậy được luôn hả? Ừ vậy đó. Ảo thuật gia hả? Dạ biết chút chút. Có biểu diễn được món gì không? Dạ cũng được. Chút biểu diễn ha. Em có biết lý do tại sao em chưa có bạn gái không? Dạ chắc tại do lầy quá. Lầy sao em? Cái lần nào là em cảm thấy em lầy nhất là em làm cái gì? Nó thì em chọc mà nhiều khi nó vui, nhưng mà người ta nói là vui mà không nên vui quá. Em thường thường em hay vui quá. Là kiểu như chọc nó mà bị vô duyên quá. Đúng đúng rồi, nó vậy. Mà có khi nào bị ai quýnh chưa? Dạ chưa, tại nó không dám. Muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ thì em thì chưa có bồ, bây giờ cũng không biết nữa. Đưa tay coi. Dạ thun thun để em cái thun vô đây chi vậy? Lát chị à, tưởng thun bụt tiền. Trời ơi móng tay để chi dài dữ vậy? Dạ đây ghi đánh guitar. Biết đánh guitar nữa hả? Dạ bên đây cắt, bên đây có. Trời ơi sao đất không vậy? Không có đất rồi, nó bị nảy lên kia, nó bị dơ trong kia đó, đen rửa rồi mà chưa có sạch. Bình thường có ở sạch không? Dạ có hả? Đó giờ có khu ai không? Dạ có. À không được hả? Dạ không. Bây giờ chừng nào lấy vợ? Dạ thì em nếu mà quen tầm được 6 tháng hoặc là năm thì lấy. Nhà dưới đó là nhà của ai? Nhà riêng ba mẹ em xây riêng. Dạ thì nói chung là ba mẹ em tính là nói là đuổi mày ra cái nhà đó, nhưng mà chừng nào có vợ thì đuổi mày ra. À có nghĩa là cũng gần nhà ba mẹ nhưng mà đều là ở nhà riêng. Dạ tức là muốn đuổi lắm rồi, mấy tháng nay là ngày nào cũng cứ mày đuổi vậy đó. Giờ có vợ là đuổi liền luôn đúng không? Đuổi liền luôn á. Rồi có cái điều gì em không thích cho người phụ nữ không? Dạ câu này khó.
Dạ không. Cái gì cũng thích hết. Dạ. Tại ế quá mà. Dạ đúng rồi, ế cỡ nào cũng được hết à. Bao vui thôi, còn cái gì khác chị không biết. Chưa có người yêu người ta chắc ăn rồi, chung thủy rồi. Dạ, chào, chào em gái. Đây cũng dễ thương, kia cũng dễ thương ha. Dễ thương. Ừ. Anh vui lắm á. Dạ em thấy vui rồi. Thấy anh lầy lầy cũng về cái tim của em thì nó cũng hợp. Có điều gì mà làm em không bằng lòng đối với những người đàn ông? Dạ em chỉ không bằng lòng là một người không có trách nhiệm thôi. Cái đó thì đúng không bằng lòng rồi. Ăn uống gì có khó không? À, thôi khỏi ăn uống, khỏi hỏi hai người này. Em nấu món gì ngon nhất? Bữa cơm gia đình món gì em nấu cũng được ạ. Ừ. Ăn món gì cũng được luôn. Dạ không ạ. À. Có món em ăn được, có món em không ăn được. Món nào ăn cũng được để bên đây ăn. Bây giờ mình đi có người thân đi theo không em? Dạ em đi với lại chị họ em với lại mấy chị thân của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo như em là chị họ của Thu Hương. Thì tính của Thu Hương ở nhà rất là vui vẻ hòa đồng. Nhưng mà con cái là chị ta kỹ tính lắm, hay thẳng thắn, không thích gì là nói thẳng mặt vậy đó. Nhưng mà rất là tình cảm, thích người khác chiều chuộng mình, năng niu mình lắm. Cái mà lơ là quá là giận dỗi hơn á. Thấy chưa, đừng có lơ là nha. Em nhìn xác bạn trai bên đó như thế nào? Theo như nãy giờ là em quan sát cái bạn trai bên đây á là bao vui rồi đó. Chị mong là hai đứa hợp nhau và về chung một mái nhà. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai em với lại trưởng phòng với lại Nguyên Vàng Xanh, đó là một số bạn trong công ty em. Nguyên Vàng Xanh đó, đó hả? Dạ. Em ruột hả em? Dạ em ruột. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em là em trai của anh Nghĩa. Em tên là Hưng. Thì anh trai của em á, thì ở nhà thì là rất là đảm đang. Tại vì cho chưa yêu ai bây giờ nên nếu như mà yêu thì chắc chắn là sẽ yêu hết lòng. Em thấy hai anh chị rất là hợp. Thì nếu được thì em mong hai anh chị có thể cho nhau một cơ hội để thử yêu. Sao thử yêu được? Yêu là yêu thiệt chứ sao thử. Cho thêm ý kiến của một sếp nữa đi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào chị. Trong công ty thì Nghĩa cũng rất là chịu khó. Bạn bè đồng nghiệp trong công ty thì bạn cũng rất là hòa đồng. Anh chị em trong công ty ai cũng quý mến bạn. Cái này là em yên tâm. Thấy nguyên một vàng cái thấy nguyên một vàng đi rồi. Là biết rồi. Dạ. Chị thông tin cho em biết. Thì Nghĩa ơi, chị thấy bạn này cũng hợp với em á. Chị cũng mong rằng là Thu Hương với lại với Nghĩa thì nên cho nhau một cơ hội. Một cơ hội gọi là như anh Quyền Linh nói là cơ hội thật sự. Để mình có thể tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn chị. Kéo màn lên. Bây giờ thời gian không gian của các bạn. Kéo màn. Bắt đầu. Chắc anh cởi cái này ra để em diễn được chứ cái này không nó nặng. Có nó diễn được mà. Dạ không, nó nặng lắm anh. Chứ em đeo nó làm gì? Dạ. Dạ trong cái mặt cho đẹp vậy thôi à, chứ không làm gì đâu. Đầu tiên thì chắc tặng cho em một quyển sách ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Em có bao giờ em chơi thun hồi bé chưa? Em làm ngôi sao bằng thun chưa? Dạ, rồi ạ. Em định thử làm cho anh xem nha. Rồi. Em làm rất là lâu ha, nhưng anh á sẽ làm nhanh hơn nè. Một tay thôi. Được. Anh sẽ làm xong ngôi sao. Nhưng anh còn làm cách nhanh hơn nữa. Khi anh nắm vô tay này nè, anh thỏ một cái, một ngón là cũng thành ngôi sao được. Nhưng mà cái này nè, cái này mới là thật sự hay nè. Ở trong cái hộp này nè là một chiếc hộp, gọi là chiếc hộp người đẹp. Ở trong hộp này á có bốn người đẹp. Và bốn người đẹp này á tượng trưng đó là bốn vân đầm. Em đếm thử nha. 1, 2, 3, 4. Bốn lá tượng trưng cho bốn người đẹp. Bây giờ thường thường người ta nói là cái đẹp á gọi là cảm nhận bằng tâm đúng không? Cho nên mình sẽ úp lại, mình không để ý nữa. Bây giờ hai trong hai lá này nè, em muốn anh đặt hai lá nào lên trên bàn đó? Em chọn hả? Chọn đúng rồi, em chọn, em tức là hai lá nào em muốn hai lá nào bỏ xuống dưới đó. Lấy đại hả? Đúng rồi, em chọn thích lại đi. Phải. Hai lá này đúng không? Anh sẽ bỏ hai. Không không, em thích lấy hai cái này. Hả? Bỏ bên đây đúng không? Ok. Bây giờ nè, trong hai lá này đúng không? Em muốn anh bỏ lá nào? Bỏ lá bên này. Bỏ lá này đúng không? Bây giờ nè, còn một lá này. Lá này là người đẹp nhất. Và em cầm thử xem người đẹp nhất đó là ai. Cuốn sách của anh đâu rồi? Đây đây. Sách gì vậy? 100 điều anh yêu em. Trời ơi. Hay già, vậy mà sao chưa có bạn gái ta?
Anh thiệt là chưa quen ai luôn hả? Chưa chưa chưa, thật mà. Thấy anh vui tính như vậy mà chưa quen ai cũng thấy nghi nghi. Em cũng hỏi gì trước không? Anh hỏi em trước đi. Anh hỏi em trước hả? Em là ở đâu? Ở nhà em ở đâu ha? Dạ em quê em ở Long An nhưng mà hiện tại thì em ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn à? Anh thì rất là hay lên quận 1 chơi. Nó xa lắm anh, từ quận 1 đi ra Hóc Môn xa lắm. Tức là anh ở Bình Dương, anh chở lên Hóc Môn. Tức là bạn bè anh trên quận 1 rất là nhiều. Em thích thì cứ coi nào hẹn hò thì anh có thể chở từ Hóc Môn lên quận 1 chơi. Em có muốn hỏi gì nữa không? À hồi nãy em có nghe là anh biết đánh guitar đúng không? Để móng tay dài để đánh guitar hả? Mình cũng mới tập đánh. Anh tập mà ở trong bộ đội á thì mọi người tập nhau thôi. Lâu lâu buồn thì đánh guitar, đánh solo một số bài mà anh thích bài nào thì anh tập đánh bài đó thôi. Mà nếu mà em thích không thích người để móng tay dài thì anh có cắt bớt không? Được em. Gì đâu. Một tuần anh gặp em được bao nhiêu lần ạ? Ngoại trừ 3 năm 7 là những ngày đi học ra thì còn lại thì ngày nào cũng được. Anh học gì anh? Viết mã nguồn á, viết code thêm. Lập trình á. Anh thấy em sao? Nãy giờ quên hỏi. Dễ thương. Lập kế hoạch kết hôn đâu tiền mà bạc rồi ai quản lý con cái thì sao? Em tính thì sao? Theo em là tiền của ai thì người nấy giữ, nhưng mà tính em thì em không thích quản lý tiền của người khác. Còn anh nghĩ là hai người sẽ gộp chung lại đó, ví dụ sẽ có một cái khoản riêng để mà quản lý chung, để mà những cái công việc chung đó. Tức là tiền thì chắc chắn mỗi người đều phải có để sử dụng riêng rồi, chia nhau mỗi tháng một khoản tiền riêng gì đó để mà sau này tương lai nữa. Dạ. Vậy thì cũng ổn, em thấy ổn. Hai bạn thấy ổn hả? Tôi ngồi tôi nghe điện tiền chứ tôi thấy không ổn gì hết trơn. Hai bạn ổn là được rồi. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và nói cảm xúc của nhau về đối phương hiện tại ngay lúc này. Em chỉ thấy em thấy run rồi. Còn anh thì thật sự ra nếu mà nói về một mẫu người lý tưởng bản thân anh thì từ trước đến giờ anh cũng chưa yêu ai và anh cũng chưa bao giờ có một cái lý tưởng gì hết. Thật sự ra đó là một thời gian sau này khi mình hẹn hò và nói chuyện và mình cảm thấy là tính cách của mình nó có hợp nhau hay không thì cái đó còn phải để tương lai nữa. Còn thật sự bây giờ là nếu mình nhìn cảm thấy được, mình bấm nút và lựa chọn nhau và tạo một cơ hội để có tương lai. Rồi, có thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Nút này hả anh? Những gì nói thì các bạn cũng nói gần như hết rồi. Tất cả những cái thế mạnh, thế yếu, chuyện tình cảm, chuyện riêng tư, chuyện tiền bạc, thậm chí chuyện con cái, chuyện gì đó, bấm hay không bấm. Cô gái, 3, 2, 1, hết thời gian. Anh thấy em đội vô có duyên hơn á. Cái này có duyên hơn nè. Dễ thương. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, thủ tục đầu tiên của chương trình là sau khi bấm nút sẽ hôn nhau. Ảo thuật á. Gửi tặng hai bạn phần quà của mỹ phẩm cao cấp đến nhập khẩu từ Hàn Quốc Skin AZ. Những gì của bạn. Và đây là những vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Qua trạm thu phí tầm một thanh chắn lan can á, về đau quá nên thôi chia tay. Trời đất ơi. Trong chương trình này nếu anh đồng ý bấm nút thì anh sẽ cố gắng làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Dạ anh cố gắng. Chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay nha, xin mời. Mời bạn nữ. Rồi mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh bên kia. Dạ em tên là Trần Thị Tứ, em sinh năm 94 ạ.
Em đến từ Bình Định, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành kế toán ạ. Rồi, bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Xuân Tâm ạ, quê em ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh. Dạ. Bên Tâm, bên kia tên Tứ. Tâm Tứ. À, điểm mạnh điểm yếu của Tứ là gì? Dạ. Dạ, điểm mạnh của em là em là một người khá có trách nhiệm trong công việc. Em cũng biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hai nữa là em cũng biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh ạ. Khuyết điểm. Dạ, khuyết điểm là em là một người hơi nóng tính ạ. Với lại tính của em là em không thích vì chờ đợi chị. Không thích gì? Chờ đợi. Chờ đợi. Đúng giờ chị. Đúng giờ. Đúng ha. Giờ. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng ạ. Rất là đúng giờ. Thứ hai là làm việc rất là nguyên tắc, có kỷ luật ở trong đấy ạ. Còn kỷ luật nữa. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không biết nịnh ạ. Có nhiều người á, không nịnh cũng là ưu điểm đó em. Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình dài nhất của em là 2 năm. 2 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Tại vì một lần em với bạn đấy giận dỗi, cái là em đi qua trạm thu phí tầm một thanh chắn lan can á. Về đau quá nên thôi chia tay. Trời đất ơi. Sao nó không có dính gì với nhau hết trơn vậy? Ý định của bạn đấy là cũng muốn chia tay mình để tìm mối tình mới á. Cái cớ thôi hả? Dạ. Giọt nước làm tràn ly nước đó hả? Dạ đúng rồi. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ thưa chị, là nếu mà quen chính thức á là em chưa trải qua mối tình nào cả. Vậy là mình chưa có mảnh tình bắt vai nào gọi là đáng là mối tình đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy thì bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có trách nhiệm với gia đình, chung thủy và phải có ý chí cầu tiến trong công việc. Thứ hai nữa là không có gia trưởng chị, ki bo ích kỷ vậy. Bạn trai có gia trưởng ki bo ích kỷ không? Đấy là tuyệt đối là không rồi chị. Em là người sống rất là phóng khoáng. Mới nói tôi sống kỷ luật đi. Kỷ luật là trong công việc thôi. Còn ngoài phóng khoáng hả? Là đúng rồi. Mẫu người bạn gái của bạn này như thế nào? Cao tầm 1m65, 1m55 trở lên là được rồi. Bạn cao nhiêu? Em cao 1m72. Có bộ răng duyên chút xíu là được ạ. Ủa răng duyên hả? Răng sao là duyên? Là răng đều, răng đẹp á. Chủ nó súng cái là được không? Không hả? Quan trọng nhất là răng hả? Dạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người. Dạ đúng rồi. Bạn gái mình có cái mẫu hình dạng, cái người mẫu lý tưởng của mình là như thế nào không? Dạ mẫu người của em là như ba em á chị. Ba em như thế nào nè? Người rất là có trách nhiệm với gia đình và luôn có ý chí cầu tiến trong công việc ạ. Ngoại hình thì nếu được cao hơn em thích cao hơn em. 1m72 được không? Dạ được, nhìn cân đối xí chị, không có ốm quá. Mập chút được không? Mập chút cũng được chị. Bên kia muốn có mẫu người lý tưởng bạn gái như thế nào không? Giống má. Giống chị Nguyễn Thị Phương Thảo vậy. Chủ tịch tập đoàn Zeta. Giống chỗ nào em? Giống cái tướng tá hay giống cái giàu? Giống cái tướng tá là sự thông minh. Mình có tật xấu gì không em? Lâu lâu hay cắn tay, cắn móng tay, cắn môi thôi. Cắn môi ai? Môi em. Tưởng cắn môi người ta hay mệt. Cắn tay không được đâu nha. Tay cào cào ấy, móng cắn tay nó không có không được hay. Không có vệ sinh nữa cơ. Mỗi lần từ sau bao ngày em cắn móng tay vậy. Vậy hả? Lấy nhau về thì mình định ở đâu? Sang năm tới hoặc gì đấy em sẽ mua nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sau này nếu mà có tuổi một chút xíu thì em thích về quê nuôi gà, thả cá. Đó, ít nhất tôi thích những bạn trai mà có lập trường, có kế hoạch đồ rõ ràng. Được, tôi đồng ý. Mua nhà định cư ở Sài Gòn, già về quê nuôi gà. Không phải qua thấy đàn trai đẹp trai quá đồng ý hả? Đẹp trai dễ thương để qua coi đàn gái. Đàn gái người ta cũng cao. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Anh bên kia có hút thuốc không anh? Mình không hút thuốc. Có rượu chè gì nhiều không anh? Mình chỉ ăn thôi chứ không có nhậu. Được chưa? Dạ được. Còn cái gì không thích nữa không? Dạ được rồi ạ. Hợp đó. Xứng đôi. Hai người cũng hiền dễ thương á. Anh thấy đầu tiên là hợp gu với nhau rồi đó. Nhưng mà tính mấy người làm lì lì dữ, ghen dữ lắm à. Ghen nhưng mà phải có cơ sở anh. Có chứ cơ không sở. Phải ghen tào lao gì được. Vậy là cũng bình tĩnh. Dễ thương lắm. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có chị. Em đi với anh. Bạn thân và em ruột của em ạ. Chào em trai. Kính chào anh Quyền Linh, kính chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả đang trong phim trường. Em là em ruột của chị Tứ ạ. Thì em là gia đình chỉ có hai chị em thôi. Em cũng có một vài câu hỏi anh thôi. Anh bảo là anh mua nhà. Là dạ, mình định dự định trong này rồi mình sau khi có cuộc sống là mình sẽ về quê lại anh. Dạ đúng rồi. Về quê anh là về Thanh Hóa lại. Dạ đúng rồi.
Dạ là chị em phải xuất giá, phải tòng phu là phải về quê Thanh Hóa. Dạ đúng. Nuôi gà, già lắm em ơi, già lắm. Dạ, khi đấy là khi ví dụ... mình về tuổi già, về thành phố này nó quá xô bồ đi. Mà khi tuổi già của mình là nó không có phù hợp với ở thành phố này nữa. Thì tốt nhất là mình về nơi nào nó thật là yên tĩnh để mình tận hưởng tuổi già. Già lắm. Dạ vâng. Vậy còn nếu mà một quê thanh tĩnh thì nó mà về quê gần quê em được không ta? Em thích ở quê em hơn. Vì trước mặt là dòng sông, sau là áp núi. Thì cái phong cảnh nó hữu tình nó nhà đẹp. Nhà nó cũng có sông. Dạ. Dạ vâng, nhà em là sát biển đó, hải sản là nghi ngu vút nè. Cái đấy nó nắng nóng quá. Trời ơi. Dạ vâng. Rồi cái câu hỏi thứ hai cho em hỏi anh là này. Đó là một vấn đề rất là nan giải. Dạ. Ví dụ như chị em đồng ý với anh và hai người đến một cái tương lai rất là đẹp. Thì đó là cái chuyện mẹ chồng con dâu. Ví dụ như là rất là thường xuyên xảy ra những xích mích. Không biết là anh là một người đứng giữa thì mình sẽ có những cách giải quyết như thế nào để cái cuộc mâu thuẫn nó trở nên êm đẹp và nó có thể nó trở nên là tốt đẹp hơn không? Đó là cái vấn đề này thì anh yên tâm, ba mẹ em là rất là hiền luôn, hiền hơn cả em nữa. Nên cái vấn đề mà xảy ra mẹ chồng nàng dâu là không có xảy ra. Mà nếu mà có xảy ra thì là em là người quyết định chính trong gia đình thì em sẽ chịu trách nhiệm trước những cái lời nói. Em nào mình đang nói chuyện với em trai của, mà. Em của bạn gái bên kia đó. Anh là em chính em. Ý anh nói cái người đang nói chuyện với em là em của bạn bên kia. Thành ra nãy giờ em cứ xin anh à. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay chỉ có 22 tuổi thôi. Em nhiêu rồi? Dạ em 25. Kêu bằng em. Xin dạ. Anh thôi mình có thể tìm được một người gọi là có thể là gửi gắm và em cũng có thể tin tưởng. Đúng rồi. Tại vì hôm nay là cái chương trình em thấy là rất là em và chị em rất là thích chương trình này. Dạ. Em muốn là khi một lần mà nhấn nút là cho nhau một cơ hội thật sự. Chứ không phải là cho nhau một cơ hội để rồi đưa nhau chứ hôm nay thôi còn ra ngoài kia thì không còn gì nữa cả. Chính xác. Rồi em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với trưởng phòng và các đồng nghiệp cùng cơ quan. Em chào chị Cát Tường. Rồi. Chào anh Quyền Linh. Tâm á, về ở góc độ mà công ty á, thì là một nhân viên tốt, rất là năng động, có cá tính và thông minh. Về Tư á, là một cô bé rất là dễ thương, xinh xắn và mẫu phụ nữ điềm đạm, kỹ tính, một mẫu người phụ nữ mà có thể chọn để mà làm vợ sau này. Hai bạn đến nay là cũng có duyên rồi thì nên cho nhau một cơ hội và tìm hiểu sâu hơn để mình cùng tiến tới những cái bước tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ em cảm ơn. Rồi kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Rồi mời hai bạn. Dạ anh có cảm nhận gì về em à? Nhìn em rất là dễ thương. Em thấy anh thế nào? Cũng hiền với ít nói á. Tại lên trên này anh run quá. Anh thích một mẫu người vui vẻ nói chuyện nhiều hay là một người điềm đạm một xí à? Vui vẻ nói chuyện nhiều. Anh có cảm nhận gì nữa về em không ạ? Theo như anh trưởng phòng của anh thì nói là anh là một người năng động, vui vẻ. Thế sao em thấy anh nói chuyện ít như vậy? Phải lên trên chương trình này run quá cái bản lĩnh chứ. Và quan niệm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Quan niệm về tình yêu là thứ nhất là đầu có chí sao gãi đầu hoài vậy trời. Nếu mà một tình yêu đích thực là một tình yêu như thế nào? Thứ nhất là anh là rất nghiêm túc về trong chuyện tình cảm của mình. Yêu ai thì mình sẽ yêu thật lòng, cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để cho người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Còn em? Dạ, quan điểm tình yêu của em là người phải biết quan tâm, chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình. Và em đề cao tính chung thủy á. Cái này thì em yên tâm là anh rất là chung thủy trong tình yêu. Cảm giác rung động gì trong trái tim của mình chưa? Nói với bạn gái nghe đi. Dạ. Hiện tại thì tim của em rất, đập rất nhanh vì bạn nữ quá xinh. Dạ, cảm ơn anh. Bạn nữ cảm nhận như người bạn trai trước mặt như thế nào? Dạ, em cảm thấy anh khá là hiền và thật thà. Nhưng mà có vẻ như ít nói quá. Đứng trước đám đông thì anh rất là run và không có đủ tự tin lắm. Còn ở ngoài thì rất là ok. Em hứa gì với cô gái đi? Trong chương trình này nếu em đồng ý bấm nút thì anh sẽ cố gắng làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Dạ, cảm ơn. Có vài phút thôi nhưng mà cũng đủ để chúng ta cảm nhận được nha.
Mình thấy ánh mắt của bạn em trai dưới sao hoang mang và lo lắng đăm chiêu quá vậy, không biết là lo lắng điều gì cho chị. Nhưng mà thật sự mình thấy bạn trai này hơi rụt rè thôi, chứ còn là người có lập trường rất vững, có kế hoạch rõ ràng. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Tại sao em lại không bấm nút? Dạ thì như bạn Nam chia sẻ thì bạn thấy một người vui tính, còn tính của em thì nó hơi trầm. Em trai đây rất là ok đó em. Nói vậy thôi chứ trong thể hiện, trong thâm tâm anh ấy, anh biết rằng anh ấy rất là thích em và thậm chí sẽ làm bất cứ điều gì nếu như em muốn đấy, đúng không em trai? Dạ đúng rồi. Yêu cầu của em thì nó không hợp với bạn gái, nhưng mà bạn gái cũng không phải vì cái yêu cầu đó mình phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ. Có phải tại vì em trai dưới đang đâm chiêu cho nên là em bị tác động không? Em trai thì chỉ góp ý cho em thôi chứ trước giờ là mọi quyết định là ở em hết. Dạ. Thật sự là tôi tiếc cho cặp đôi này bởi vì mình thấy rất là đẹp đôi. Đúng vậy. Mình đặc và biệt thấy rằng có cảm tình đó bạn trai này. Ở cái đoạn mà em trai hỏi là vậy thì anh có thể về quê của em không, thì anh này giữ vững lập trường là về quê của anh. Mình rất thích những người như vậy. Không, nhưng cũng có thể giữ khi người ta nói thẳng trường quá cũng không tốt. Hồi nãy em có nói rằng nhiều khi khuyết điểm là không nịnh đúng không? Không phải nịnh, nhưng mà đôi khi mình phải làm vui lòng một người nào đó nó cũng không có vấn đề gì cả. Ví dụ như nãy em trai hỏi là anh ở biển em cũng đẹp. Ừ, chắc có đôi khi nghĩ biển cũng đẹp hơn chẳng hạn. Nhưng mà giờ cái tính người ta như vậy rồi. Không phải, nói mà không thì tại trong đầu bạn này bạn đã lập rõ cái kế hoạch rồi. Sống ở đây, già về quê của bạn ấy, quê cha đất tổ, và bắt buộc nữ là phải theo nam. Chưa chắc. Nếu nói như vậy thì cũng thẳng quá. Thật tình là tốt, nhưng đôi khi cũng không cần nên phải thẳng thắn quá. Yeah. Vì cái điều này cũng không hại đến ai cả. Vì tới già đâu mà. Có thể hồi nãy bạn trai nói là anh có thể sẽ về quê em được mà. Ừ thì cái đó dạ, hai vợ chồng anh sẽ tính thì sao. Cũng có thể như vậy được ha. Mình không nói dối nhưng mà mình có thể để tính sao. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Dạ. Gửi tặng hai bạn phần quà của mỹ phẩm cao cấp đến nhập khẩu từ Hàn Quốc Skin AZ. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Nghe nhạc là phải biết hát. Hát một bài phục vụ cho chương trình với lại tặng cho anh Hiếu bên này. Em hát bài thứ hai nha. Rồi, tôi chuẩn bị làm bảo mẫu luôn. Em hát bài Cháu lên đài. Trời ơi, vỗ tay đi cho cháu ơi. Cháu lên bà, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu ngoan nhất nhà. Rồi, chúc cho cô bảo mẫu được chờ, được nhận công việc nha. Còn cháu bên đây sao, cô ca gì nghe ổn không? Chắc ok. Chắc ok. Rồi, bên trái ngồi vô luôn. À, mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. À, mình đã vào vị trí rồi, bây giờ chàng trai sẽ giới thiệu lớn thật to rõ cho cô bạn gái bên đây có thể nghe được thông tin của mình nha. Rồi, mời bạn. Lần đầu tiên lên sóng, mình xin tự giới thiệu là mình là Trương Văn Hiếu. Dạ. Sinh sống tại Sài Gòn, làm việc tại hãng xe Subaru Toyota, quận 12. Hiếu quê ở đâu Hiếu? Quê Tây Ninh chị. Tây Ninh. Rồi, năm nay là Hiếu bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. Bên đây là Hiếu, rồi còn em? Dạ, em là Lại Đình Điệp Ngọc. Em sinh năm 1983, nên em 37 tuổi. Em đã từng là nhân viên khách sạn, ngành du lịch. Mà dạo này dịch Covid nó xảy ra lâu quá nên em cũng đang chuyển ngành. Anh đang nộp đơn vô bảo mẫu. Bảo mẫu hả? Sao tự nhiên từ bên khách sạn qua bảo mẫu vậy? Dạ, tại vì lúc mà em làm ở đó thì cũng có dịch vụ chăm sóc trẻ mà em cũng thích mấy đứa nhỏ. Ngọc quê ở đâu? Nhà em ở đây. Nhà ở đây luôn. Rồi, thế bây giờ hiện đang sống với ba mẹ hả? Dạ, hiện tại em sống với ba má em. Rồi, còn Hiếu là mình đang sao sinh sống với ai? Với mẹ. Với mẹ luôn. Với út gái. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Hiếu? Điểm mạnh của em là thích nấu ăn, với hòa đồng với anh em vui vẻ trong công việc. Còn điểm yếu thì nhát gái. Nhát gái bởi vì bữa nay mới nhờ tới chương trình mai mối cho mình đúng không? Còn Ngọc? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, cũng hòa đồng,
Còn điểm yếu của em thì cũng chắc là nhút nhát. Bây giờ mình có cái sở trường gì không? Lúc rảnh rỗi em làm gì Ngọc? Em ít đi tụ tập bạn bè, em chỉ ở nhà nhiều, nghe nhạc. Rồi, nghe nhạc là phải biết hát. Hát một bài phục vụ cho chương trình với lại tặng cho anh Hiếu bên này. Em hát bài thiếu nhi nha. Rồi, tôi chuẩn bị làm bảo mẫu luôn. Em hát bài Cháu lên ba đi. Trời ơi, vỗ tay đi cho cháu ơi. Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu ngoan nhất nhà để mẹ lên nương rẫy. Ông vào nhà mây, ông bà vui cây cây. La 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 la. Rồi chúc cho cô bảo mẫu được chờ được nhận công việc nha. Còn cháu bên đây sao? Cô ca gì nghe ổn không? Chắc ok. Rồi. Bây giờ tình trường thì sao nè? Hiếu trải qua mấy mối tình? Được hai mối tình. Ừ. Mối tình đầu nói chung là cũng được 12 năm. 12 năm. Yêu rồi có yêu, nắm tay cũng có nắm tay mà chưa đụng gì hết. 12 năm mà không có đụng gì hết. Không, đây là tình yêu trong trắng. Tình yêu trong trắng từ lâu năm lớp mấy tuổi đến mấy tuổi? Từ năm 22 tuổi. 22 tuổi cho đến 34 tuổi, yêu 12 năm không mận là gì hết. Là người đó đi qua nước ngoài vẫn chờ đợi đàng hoàng. Thì một cái tin nhắn xúc động á gửi về tới Việt Nam là thôi anh lấy vợ đi, em lấy chồng rồi. Mà lý do tại sao mà tại vì lúc đó là công việc làm chưa nó ổn định mấy, thì bên gia đình nó không chịu chấp nhận. Thì bên kia là do mình điều kiện kinh tế chưa có ổn. Dạ, đó đúng rồi. Sau 12 năm đó bắt đầu là buồn quá, cái bắt đầu lên mạng bên Zalo á, là cũng có quen một người đó cũng quen gần 2 năm, thì rốt cuộc người ta cũng chia tay luôn. Lý do sao người ta chia tay? Lý do là qua bên nhà mẹ người đó chơi thì nói lương không ổn định. Cả hai mối tình đều một lý do là dạ, do là rồi. Mình nói chung hẳn là mình nghèo. Là bắt đầu là từ đó sắp tới là cố gắng làm không biết vợ dặt ngày đêm. Không có cứu vãn được hả? Tại vì bên gia đình bạn gái thì bác thì cho một câu nói thì đứng dậy xin lỗi bác thì về thôi. Người ta nói là giống như đủ mộc mà ngồi mâm son á. Chị cái hiểu câu tục ngữ đó. Bây giờ em buồn mấy em đi về. Đi về nhưng mà mình cố gắng thì thật sự bây giờ cũng mình cũng không trách người ta được. Dạ, tại vì rồi. Bây giờ tại mình cũng 38, 39 tuổi rồi. Ổn định á, người ta đâu cũng không muốn con gái mình khổ. Đó. Rồi bây giờ hỏi thiệt là từ lúc đó đến nay thì mình đã cố gắng hơn, mình cuộc sống của mình nó có cải thiện chưa? Kinh tế mình đã đỡ hơn chưa? Thì em có mua một căn nhà. Ừ. Em làm là phấn đấu của em để sau này mà có cưới vợ hay chồng vợ. Mà mua được chưa? Dạ mua rồi, giấy tờ em đứng tên mà. Thì vậy là nhưng mà lúc chia tay là mua chưa? Chưa. Mới mua sau thôi. Dạ. Sau khi chia tay rồi. Lúc mà em lên đăng ký chương trình á là 2 ngày sau em mua nhà rồi. Đó. Rồi lấy vợ liền thì công việc mình ổn định chưa? Rồi mình có tiền cưới để đám cưới không? Dạ em mua nhà em còn dư một số. Em kinh doanh thêm một cái quán nhậu hải sản. Ừ. Rồi có nghĩa là cuộc sống là bây giờ an cư rồi. Yeah. An cư sẽ lạc nghiệp. Rồi thôi chúc mừng Hiếu, trước mắt là chị thứ nhất là đồng cảm với hai cái mối tình đã qua của em. Khi nhắc tới mà chị thấy trong mắt em vẫn còn long lanh lên, có nghĩa là em cũng còn nhiều cái nỗi niềm u uất lắm. Chắc là mình cũng lúc đó mình cũng mặc cảm đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi, mà chị. Bây giờ mình rất là giỏi rồi, mình đã vượt lên được cái điều đó. Mình đạt được như ngày hôm nay từ mà hai bàn tay của mình là điều đó đáng trân trọng. Dạ. Cho nên không có gì phải buồn hết. Chưa đủ duyên thôi. Biết đâu nó đến chậm, nhưng mà cái duyên chậm thì nó sẽ chắc và nó sẽ là mãi mãi với mình sau này. Dạ. Hiểu ha? Rồi vui lên, bây giờ mình có nhà có cửa rồi, vui lên. Rồi bên Ngọc thì sao, những cái tình trường của em như thế nào? Dạ hồi xưa giờ em chỉ có quen một người. Ừ. Quen thì cũng mấy tháng thôi mà em cũng chia tay bằng nó lâu rồi. Sao? Xin lỗi nha. Không sao hết mà sao buồn, mới quen mấy tháng mà có gì dữ vậy? Em xin lỗi, tại vì cái nói tới là em xúc động. Tại vì mối tình đầu phải không? Mà bạn nó đối xử với em tệ. Tệ là tệ như thế nào? Cụ thể là tệ như thế nào? Quen bạn đó em không có đòi hỏi gì hết. Tại vì mình cảm nhận là mình chỉ cần cái tình cảm chân thành thôi. Mà bạn đó chưa bao giờ biết mua quà tặng cho em. Nói chuyện với em không bao giờ mà nói một cách ví dụ bất đồng. Bạn đó lúc nào cũng làm nói những câu làm cho em tổn thương.
mà em tổn thương tới bây giờ em vẫn còn cảm thấy. Ví dụ một em chị muốn chia sẻ với em, muốn đồng cảm với em. Ví dụ như là một câu là cái như thế nào? Ví dụ em nói là em buồn má em, nhiều khi em cũng thấy buồn. Em thấy là má em là người cứng rắn, không có dịu dàng. Nhiều khi em là con gái em cũng muốn được quan tâm, yêu thương á. Em nói là nhiều khi em thấy má em không biết thương em nhiều hay là thương cái tiền nhiều hơn. Thì bạn đó, bạn thay vì nói với em là thôi em ơi, tình cảm ba má của mình sao mình biết được. Tự nhiên bà đó chửi em quá trời chửi em luôn. Bạn ấy nói là công ơn cha mẹ hay là cái gì đó. Rồi nhưng mà bạn ấy không biết cách nói chuyện. Ý là em trách móc gì, tại vì em nghĩ là cái người đó người bạn của mình, mình muốn tâm sự những cái tình cảm của mình thôi. Cái gì không đồng ý thì chỉ nói câu qua vậy thôi. Hình như tụi em vì cái câu nói đó mà chia tay. Mà chia tay trong dịp Tết luôn. Đáng lẽ là em tính là không có nói chuyện nữa. Nhưng mà tự nhiên em bị cái cảm xúc đó. Cảm xúc của em lúc đó là nó đau khổ đó. Rồi em có gọi điện thoại cho bạn đó. Em có gọi hình như là 3 cuộc. Bạn đó không có bắt máy. Xong rồi em nhắn tin cho bạn đó. Em nói là em cảm thấy đau khổ, em thấy buồn bã. Rồi bạn đó nhắn tin cho em nói là không muốn đi chơi em nữa, sợ bị sét đánh chết. Tự nhiên nói em cảm thấy giống như là mình bị một cái gì đó xúc phạm, đau lòng lắm. Em đau lòng lắm rồi tụi em chia tay. Thôi cái chuyện đó nó thật ra là nó cũng qua rồi. Dạ, có thể là rồi, do cái từ ngữ, cái cách biểu đạt dạ, của hai bạn mà mình không có đồng cảm được với nhau. Thật sự qua một vài câu nói mình cũng không có thể nào nhận xét được đối phương là người thế nào. Có thể em nói cũng chưa khéo, bạn nó nghe lại cũng không đồng cảm. Đâm ra nó mới ra như vậy. Ngoài đó là cũng y như bạn đó hình như ưu tiên về vấn đề mà đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn là em. Chia tay bao lâu rồi em? Từ Tết, mùng 4 Tết tới giờ. Cũng lâu rồi mà em vẫn chưa quên được đúng không? Vẫn chưa quên được là do mình bị tổn thương. Chứ không phải là không quên được là do mình còn cái tình yêu thương gì, phải không? Thôi bỏ qua, đừng có để những cái chuyện đó. Cả hai ngày hôm nay đều giống nhau một cái chỗ là ai cũng bị cái tổn thương trong cái tình yêu. Nhắc đến các bạn rất là nhiều cái cảm xúc. Đó cũng chỉ là những cái va vấp trong cái cuộc đời mình phải trải qua. Để qua đó mình rút kinh nghiệm cho những cái mối tình sau. Mình cẩn trọng hơn, mình kỹ lưỡng hơn, mình chọn lựa đúng hơn. Thì nó sẽ tốt đẹp hơn cho mình ha. Thôi chuyện cũ bỏ qua, không buồn nữa nha. Bây giờ chị hỏi Hiếu là em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em chỉ mong muốn tìm một người bạn gái biết chung thủy, biết chia sẻ trong mọi công việc em làm. Tại vì em làm ca ngày thì nó 12 tiếng. Nhiều khi anh em trong công việc á, bận gia đình này kia em phải trực thấy. Nghĩa là hàng ngày mình làm gì cơ? Hàng ngày là em làm nghiệp vụ bên hãng xe vô tiếp khách, xe vô xem xe mới hay là xe cũ. Vậy em có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Thì cao 1m từ 55 đến 60. Tại vì em cao 1m72 rồi. Không có yêu cầu gì hơn, không yêu cầu gì hết. Rồi bên đây sao, mẫu người bạn trai, người chồng tương lai của mình là như thế nào? Em chỉ mong đến người đó thôi, hiền, đừng có quá cọc cằn, biết lắng nghe chút thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn nó đừng có nhậu nhẹt nhiều quá hay là hút nhiều quá cũng không nên. Rồi có nghĩa là mẫu người lý tưởng của mình là như vậy ha. Bây giờ đâu có đem hình ảnh gì không cho Tường xem? Đâu đó, có anh ở trọng á. Rồi có bạn ấy ở trọng luôn. Nhận ra cổ không? Đoán cổ là ai không? Bên đây nhận ra anh nào không? Chắc là anh này. Chắc là anh này phải không? Rồi mình cứ cầm hình đi để lát mở cửa ra coi phải ảnh không. Đâu? Trời ơi, tao nói nó dễ quá mà. Sao mà không đoán cho chúng được. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim nha. Mở cửa trái tim. Okay. Cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy nhau như thế nào? Ngọc, dạ, em cũng thấy bình thường. Bình thường, đoán đúng không? Thấy bình thường. Dạ.
Hiếu có cảm xúc gì chưa? Có, tim em đập nhọn xạ rồi chị. Tim đập loạn xạ chứ hả? Rồi bây giờ á, tụi chị mới làm gặp nhau thôi. Quên luôn hả? Qua đây. Em có món quà anh tặng nha, này là lần đầu gặp đầu tiên nhận. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Công việc tốt nha. Tặng cái đó có ý nghĩa gì? Em làm hay là em mua hay là ở đâu vậy? Này là em làm. Còn cái hũ thì em mua. Cái giấy xếp ở trong là em làm. Dạ. Xếp được 3 ngày 1 đêm. 3 ngày 1 đêm. 500 viên. 500 viên trọng hả? 500 cái ngôi sao may mắn. Hạt nó nhỏ nhỏ. Còn nếu mà bước tiến xa hơn nữa thì em sẽ ship 3.000 con hạt để tượng trưng cho một cái mối tình yêu em trọn đời, yêu em trọn đời. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên. Thông điệp cũng rất là ý nghĩa ha. Bây giờ trước tiên chị Tường sẽ mời hai bạn chúng ta sẽ cùng ăn trưa với nhau để mình trò chuyện với nhau một chút xíu, rồi chị Tường sẽ quay lại mình cứ mạnh dạn chia sẻ, trao đổi những quan điểm về tình yêu, về hôn nhân hay là hẹn hò như thế nào, cái sở thích của nhau, mình cứ thoải mái mình chia sẻ nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn có tên gọi là cơm chiên hải sản trái cam của nhà hàng Indochine, nhìn rất là bắt mắt ha. Chắc là cũng rất là ngon miệng. Mời hai em nhớ tự nhiên nha, một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Xin mời em. Dạ mời anh dùng. Quan niệm tình yêu của em thì sao? Chắc gặp người phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Nói chung là gặp ở đây tụi nó cũng có cái duyên rồi. Thì quan niệm đối với anh gặp em lần đầu tiên á, em cười có hai cái đồng xu rất là dễ thương. Dạ. Thì cứ mình coi nhau, mình cho mình cơ hội đi. Dạ. Cơ hội để làm bạn, tìm hiểu làm bạn gì đó. Dạ. Có thí dụ mà có tiếng xa hơn thì em muốn sinh mấy đứa, trai hay gái? Em nghĩ là sinh một đứa thôi, còn không biết trai gái thì tùy duyên. Em nghĩ trời cho sao mình nuôi vậy đi. Nếu mà con gái thì ok, con gái thì dễ sắm đồ, thì đẹp giống như mẹ nó vậy á. Em thì không là người đơn giản, em không có cầu kỳ sửa soạn nhiều, nhiều khi em ít chăm sóc cho mình nữa. Anh thì không thích phụ nữ trang điểm nhiều. Mà em thích mặc quần jean với áo thun đúng không ạ? Không có thích mặc đầm. Đúng rồi, phụ nữ phải bằng quần jean nó mới đẹp hơn. Quen biết với nhau hẹn hò, thời gian em rảnh là rảnh khi nào? Em bây giờ thời gian rảnh cũng nhiều. Còn như anh thì cũng tháng 30 ngày là coi như làm đủ. Rảnh thì anh sẽ sắp xếp thời gian gặp nhau đi uống nước gì đó, mình ngồi nói chuyện thêm. Dạ đúng rồi. Còn như bây giờ anh nói em nghe, giờ cái chuyện tình yêu á thì em cũng trải qua rồi. Anh cũng trải qua được hai mối tình rất là dài. Bây giờ em vẫn còn tổn thương, anh sẽ soi nhiều, soi cái vết thương ở cho em, trong trái tim em. Trong anh không có hứa gì á, anh chỉ hứa một câu đơn giản thôi. Nhà cao cửa rộng anh không có cho em được. Dạ. Sang trọng anh cũng không có, như lãng mạn cũng không có luôn. Anh chỉ cho em những gì anh có thôi. Em cũng không cần người ta cho em gì hết. Tại vì em cũng tự làm được, tự lập được. Mà em cũng không cần người đàn ông của em cho gì hết. Đó là mỗi khi là sinh nhật em, tặng quà em hay là lễ 14 tháng 2 gì đó. Dạ. Nếu mà tiến xa hơn, anh sẽ ship cho em 3.000 con hàng tự chân cho họ. Em không cần 3.000 con hạt đâu anh ơi, mất công lắm. Tại gì đâu có gì đâu mất công, mình làm bảo vệ, mình ngồi đó mình rảnh thời gian mình ship giờ nào cũng được, nên miễn sao tới ngày sinh tháng đẻ em thôi là anh tặng em là được rồi. Nó cũng mất thời gian mà mất công sức đó. Nói chung là quà thì ấm lòng là được rồi, em cũng không có yêu cầu gì. Miễn sao có ấm lòng tặng em thôi. Cái gì vậy? Em ăn đi. Ăn cũng nhìn em cười dễ thương quá, tên nó bấu gối quá, tên nó bấu gối quá mà. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất, anh đã trao nụ cười. Rồi công việc ngày thường em làm ở đây rồi em có đi làm gì chưa? Em dạo này không có đi làm nhiều, ngày xưa thì làm suốt, làm từ sáng cho tới tối luôn. Ăn cơm chưa? Ngon không? Em ăn không nổi chị Tường ơi. Sao vậy? Nhìn bạn gái bó gói tim đập. Trời ơi, nhìn
bạn bé bối rối quá thiệt ngọc thiệt tình. À, nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được nè? Em muốn tìm hiểu bạn gái thì từ 6 tháng đến 1 năm là em bước tới. Còn em dự kiến, dự định, thí dụ mình tìm được người đúng ý của mình thì mình bao lâu nữa mình kết hôn được? Em thấy bây giờ mình cũng lớn rồi, thời gian chắc cũng 6 tháng hoặc 1 năm là cũng... Vậy là cũng trùng khớp rồi ha. Quan điểm của em trong hôn nhân là như thế nào? Hôn nhân thì phải có sự chung thủy. Theo em nghĩ trong, ví dụ mình lập gia đình rồi thì ở trong nhà cái tài chính, kinh tế ai sẽ là người quản lý? Nếu mà em lập gia đình rồi á, cái tài chính á thì em sẽ đưa cho vợ em 6, em 4. Tại vì em đi làm ngoài xã hội thì em phải ăn, là uống nước, rồi đổ xăng, ví dụ đi. Dạ, rồi đi xe, xe bị hư này kia mới không. Còn em nghĩ như thế nào? Trong gia đình thì người trụ cột thì ai sẽ là người quản lý tài chính trong gia đình? Em nghĩ bạn trai nó cũng hợp lý. Bạn trai thì cũng, nếu mà khi mà lập gia đình thì cũng nên đưa vợ một phần, nhưng mà cũng phải giữ một phần, tại vì người ta cũng sử dụng. Và bản thân em cũng có tài chính nên em cũng quan trọng điều đó. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thật ra thì lấy nhau về thì cũng không thể nào mà ở này tiền anh, này tiền em. Mình cũng phải có một cái quỹ chung để mình lo, mình xây dựng, rồi chưa kể con cái, rồi giáo dục con cái, rồi mình phải hậu thân hậu thuẫn về sau nữa. Rồi, hồi nãy chị ra ngoài thì chị thấy hôm nay là em đi có bạn bè đi theo đúng không? Có người nhà đi theo. Em họ. Em họ em đi theo. Rồi, bây giờ sẽ mời em họ của bạn trai vào để chúng ta hỏi thăm ý kiến nó như thế nào nha. Rồi, chào em trai. Dạ, chào chị. Rồi, cưng tên gì? Dạ, em tên Phúc ạ. Tên Phúc. Dạ. Rồi, hôm nay nãy giờ ở ngoài ngồi nghe hết câu chuyện của hai anh chị chưa? Dạ rồi. Ở nhà thì anh Hiếu mình có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu của anh Hiếu thì anh hay ngủ ngáy thôi chị, không có gì. Ngáy, cứ ngủ ngáy đâu, cũng cần lắm chứ, sao không có gì, ngáy lớn không? Dạ, ngáy dễ thương lắm chị. Dễ thương hả? Ngáy, dạ. Ngáy tốc độ, cường độ. Thôi vậy chị hả? Dễ thương quá. Vậy đó hả? Thôi chị bắt chứ không có được. Ngoài cái ngủ ngáy ra còn gì nữa không? Dạ không, em thấy anh Hiếu chỉ có tật xấu đó thôi, còn ngoài ra đều là tốt hết. Ồ, anh có làm việc nhà rồi này kia không? Dạ có chị. Ồ, nấu rồi. Ăn rồi về nhà dọn nhà cửa này kia. Ồ, vậy dạ, hả? Ồ, vậy là tốt rồi. Rồi nãy giờ em nhận xét thấy chị Ngọc này như thế nào? Dạ em nhận xét thấy chị Ngọc là một người sống có mục đích, với lại chị cũng còn nhiều nỗi buồn trong cái mối tình cũ của chị thôi. Chứ em thấy chị cũng có nghị lực vượt qua, nếu mà không có nghị lực thì đâu có lên đây. Còn riêng em thấy anh Hiếu, anh chọn bấm chị Ngọc với anh Hiếu, cố gắng giữ tình yêu với anh Hiếu. Vậy thôi đó hả? Dạ, ngắn gọn. Ngắn gọn. Ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, có nghĩa là khuyên anh mình là phải bấm nút đúng không? Dạ. Vậy em có muốn nói gì với chị Ngọc bên kia một câu không? Chị nói là chị với lại anh cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Những cái lời chia sẻ của em cũng có thể là giúp ích cho hai anh chị rất là nhiều đó. Rồi, cảm ơn cưng, tiếp tục theo dõi nha. Bây giờ để cho thêm các em có thêm cái cảm xúc nữa, bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ của chương trình. Ở đây có những lá thăm, mời mỗi em sẽ bốc một lá. Rồi, mời em bốc trước. Rồi, đọc lớn lên cho chị nội dung trong đó coi nè. Bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không và lý do vì sao? Em thì em hồi đó giờ em không có thích sống thử với ai hết, tại vì em quan niệm ai đâu. Có nghĩa cái gì quý giá nhất mình phải dành cho chồng mình trong đêm tân hôn đúng không? Ừ. Ý em là vậy gì? Em suy nghĩ sao về cái câu trả lời của Ngọc? Câu trả lời đó là chính xác chị. Nếu mà em quen một người bạn gái mà sống thử em không chấp nhận. Tại vì em là gốc em là người Tàu. Gia đình em cũng là người Tàu. Rồi giả tỷ như bây giờ em lấy một người vợ mà đến ngày hôn nhân thì tới cái đêm em giữ, nhưng mà tới lúc đám cưới đêm tân hôn thì em mới biết là người bạn gái đó không, em không phải là người đầu tiên của người bạn gái đó, thì em sẽ nghĩ như thế nào? Em sẽ nghĩ như một câu rất là đơn giản. Mình chỉ biết bạn gái là hiện tại bây giờ thôi. Rồi. Nói chung ai cũng có một cái quá khứ. Hiểu. Rồi mời em bóc một lá. Đọc lớn lên chị coi. Bạn nữ hãy chủ động nắm tay và hôn vào má bạn nam. Chắc ngược quá. Dạ, em phải chủ động làm chuyện đó chứ không thể nào bạn nữ chủ động đúng không cưng? Em có quyền xin phép bạn nữ đứng lên rồi nắm tay rồi nói gì đó với bạn ấy trước khi chúng ta quyết định. Anh xin phép nha, cho anh nắm tay em. Nếu tình mình là chủ... hai bạn nhìn nhau đi, với nhau. Mình tới đây cũng là có cái duyên rồi. Cái tủ của em á là cái hợp với cái tủ của anh. 83 với 81 rất là hợp nhau. Anh mong em cho một cơ hội bước tới. Mình cùng nhau bấm nút hẹn hò nha. Rồi, cảm ơn em về chỗ. Thật ra tất cả chương trình tạo mọi điều kiện là để cho hai đứa em có một cái sự va chạm. Mình tiếp xúc với nhau để mình cảm nhận được
đôi lúc nói không cũng chưa đủ, nhìn không chưa đủ. Họ không biết phải nhân duyên hay không, nhưng mà hôm nay là trong chàng trai này là thấy mọi thứ là một cái tương lai rất là tươi sáng. Còn về bạn nữ thì chị cũng chia sẻ như thế này, chuyện gì cũ rồi thì bỏ qua. Chị nghĩ em đây cũng là những cái trong tình trường thì em cũng chưa có nhiều. Và chị cũng chỉ khuyên em một câu thôi, tìm một cái người đàn ông ở cái thời buổi này mà chân thành, có cái cảm xúc với mình, yêu thương mình thật sự và quan tâm chăm sóc mình cực kỳ khó. Bản thân chị tìm mãi cũng không thấy. Cái thứ hai thì sống bây giờ cuộc sống nó cũng rất khó khăn, thậm chí đôi lúc là phải học ra tốt nghiệp đại học, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư mà không có sự hỗ trợ của gia đình giúp đỡ cũng khó mà có thể an cư lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là một chàng trai cũng đã cố gắng đi lên từ đôi bàn tay của mình đó, thì bây giờ cũng có nhà có cửa an cư lạc nghiệp, thì đó cũng là một trong những cái vấn đề mình suy nghĩ thôi. Tôi chỉ tác động như đó, tôi không nói thêm. Ăn thua là cảm xúc của hai bạn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống, nếu không đồng ý chúng ta có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Em bấm chưa? Còn em bấm rồi. Em bấm lại coi. Đó, yếu hơn người ta nữa. Lo lắng cái gì mà tôi thấy bấm đèn xanh lên rồi. Rồi sau là nhìn như nhấp. Kính thưa quý vị, hai nửa trái tim đã cùng sáng lên rồi. Mời hai em về chung một phía. Sao mà nãy em nói chuyện bạn trai lúc mà nắm tay em mà em nhìn đâu không vậy, làm chị hồi hộp quá Yeah. Lý do sao em không dám nhìn vô mặt bạn trai vậy? Tính cách em là ví dụ như mới quen cũng ngại thôi, nhưng mà đó là sự khởi đầu. Nhưng mà bây giờ nắm tay nhau nè. Hồi nãy là mình nắm tay đó là do chương trình bắt buộc, còn bây giờ mình đã bấm nút hẹn hò rồi. Rồi giống như chị Tường nói, cố gắng chăm chút cho cái tình yêu của mình, biết đâu vậy mà mai mốt đây là một cái thành một cặp vợ chồng sống ăn đời ở kiếp với nhau thì sao, mình đâu nói trước được điều gì đúng không. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng hai em là ngày hôm nay mình cũng đã có cơ hội để được gặp nhau trong chương trình. Rồi gửi tặng em gái một phần quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai bạn luôn những chiếc vé xem phim hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng, đến đó xem phim, hẹn hò, tìm hiểu nhau. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì cặp đôi này đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem đến lúc nào thì họ sẽ báo tin vui cho chương trình quý vị nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Rồi vào đúng ghế của mình, đừng lộn ghế nha. Hai chàng trai, một chiếc ghế xanh, một chiếc ghế đỏ. Rồi cứ để lên bàn đi em. Hai chàng trai, hai chàng trai đã có mặt ở trên sân khấu thì còn chần chờ gì nữa, một tràng pháo tay cho hai cô gái xinh đẹp. Rồi. Wow, quá xinh xắn. Chào em trai ghế xanh. Em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào hai bác, em chào hai bạn hai bên. Hai em... bác ở đâu vậy? Đâu hai bác hả? Hai bác gì vậy? Một bác ở đâu ra hai bác? Trời ơi, em cận thị hả? Dạ. Trời, tội nghiệp quá, đeo vô. Dạ. Trời ơi. Dạ, em chào bác, chào chị. Dạ. À, đó. Dạ, em tên là Lê Phước Lộc, quê ở Bến Tre. Em hiện tại đang công tác và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang là chuyên viên tín dụng của ngân hàng Vietcombank. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là thật thà,
vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Điểm yếu của em là nhiều lúc là hơi cầu toàn, hơi tỉ mỉ. Và em cần làm cái gì thì nó chắc cái đó, cho nên đâm ra thì nó thường nó mới bị mất cơ hội. Tại vì thường công việc của em cũng tương đối là nhiều, cũng áp lực là nhiều. Hằng ngày em làm thì khoảng tới 7-8 giờ tối mới về. Tại vì khối lượng công việc nó nhiều quá, nhằm khi thứ bảy chủ nhật em cũng vô ngân hàng. Rồi thời gian còn lại thì em cũng có một số cái việc kinh doanh nhỏ, business nhỏ chung với một số người bạn, đồng nghiệp này nọ các thứ. Chí thì dù cụ thể là kinh doanh cái gì? Dạ thì em cũng có đầu tư chứng khoán, cũng có làm một số cái là về yến xào á. Thì cũng đang có là hợp tác với một số bạn bè để làm cái xưởng yến xào. Thì nó ở một giai đoạn đầu. Năm nay em nhiêu tuổi? Dạ em khoảng 27 tuổi. Khoảng là sao? 27 tuổi. Tuổi mà cũng có khoảng nữa. Dạ. Rồi nói chung là tuổi trẻ tài cao, nhiều công việc. Rồi bây giờ cô gái mặc áo màu đỏ ngồi ghế màu xanh của tôi nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Đạt, em chào chị Tường, chào hai bạn nam với lại chào bé và hai chị. Em tên đầy đủ là Trần Thị Hồng Hiền. Em sinh năm 96, quê của em ở Bến Tre. Hiện tại thì em đang làm admin cho một công ty cho thuê nhân lực chăm sóc khách hàng cho các dự án. Thì dự án của em đang làm là dự án hoodie. Hãy giới thiệu về thế mạnh và thế yếu của mình cho mọi người biết luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em rất là dễ thích nghi với môi trường mới. Tức là em hòa đồng, dễ gần với các bạn. Ngoài ra thì em cũng rất là biết cảm thông cho người khác. Và ví dụ như bạn nam quen em mà có bận công việc gì nhiều quá thì em vẫn cảm thông mà không có kiểu như là không bắt thông bạn cảm em. Hả? Dạ, không bắt bạn nam lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình á. Dạ, điểm yếu thì em rất là nóng tính. Nhưng mà chỉ cần cho em thời gian để em có thể một mình em dịu xuống. Thời gian là bao nhiêu lâu? 2 giây hay là 2 ngày hoặc một tuần lễ là em hay dịu xuống được? Dạ, tùy một cái chuyện mà em gặp phải thôi. Mà những việc gì làm cho em nóng tính? Về công việc hay là về tình cảm thì em nóng tính về vấn đề gì? Dạ, thường đa số là em sẽ nóng tính về công việc nhiều hơn. Nóng tính về công việc nhiều hơn? Dạ, do công việc áp lực mà những... Vậy như những thứ mình đưa ra mà lại không được hoàn hảo như ý của mình á thì rất là dễ làm cho em cảm thấy là hơi bực bội. À, tức là ai cũng cầu toàn á, muốn công việc mình tốt mà. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, với lại em hơi bướng. Bướng bỉnh hả? Dạ đúng. Bướng là sao? Dạ, có những thứ là vậy như em chỉ muốn làm theo ý của mình thôi anh. Cái đó gia trưởng chứ. Gia trưởng là để dành cho bạn nam chứ. Cái đó không phải gia trưởng mà bạn nó nói cái đó chắc mẫu hệ. Rồi, ơi. Chàng trai ở ghế đỏ nha. Bây giờ em giới thiệu nè, em tên là gì nãy giờ hơi căng á. Căng hả? Đâu lên. Không có gì đâu mà căng. Ừ. Đầu tiên xin chào anh Đạt, chị Cát Tường. Xin chào hai bạn nữ cũng như toàn thể tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Đặng Đức Hùng, mình sinh năm 1989. Quê mình là Phú Thọ nhưng mà mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh này. Và hiện tại mình đang là một lập trình viên. Công việc mình hiện tại ổn định chưa? Cá nhân em thấy là nó ổn. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì cá nhân em nghĩ em là một người thẳng thắn, trung thực, cởi mở. Thì đó là về điểm mạnh. Còn về mặt điểm yếu thì em lại thấy mình là một người cầu toàn. Em hay để ý vào những chi tiết và hay có cái yêu cầu cao về cái độ hoàn thành của nó. Hay là về những sự vật, sự việc là phải yêu cầu nó có cái tiêu chuẩn cao so với bình thường. Mà trong công việc thôi hay là tất cả mọi thứ trong cuộc sống? Em thấy là hầu như tất cả mọi mặt trong cuộc sống là vậy. Nhưng mà đòi hỏi cao quá, mọi thứ chỉnh chu quá đôi lúc cũng là rất là khó. Tại vì người ta sẽ không ai làm vừa ý được em, vừa lòng được em. Dạ đúng ạ. À. Theo thời gian thì em kiểu như là điều chỉnh mình lại được cái thái độ của mình với mọi người xung quanh nó nhã nhặn hơn. Vậy là được rồi, như là mình cũng có biết tự điều chỉnh là tốt rồi. Còn khuyết điểm gì nữa không? Em là một người nghiện hút, nghiện thuốc lá. Trời đất. Nhưng lập trình viên ngồi máy tính suốt mà. Dạ, rồi sao? Về mặt này thì hiện tại là em đang cố gắng cai thuốc. Em nghĩ là do mình cũng cô đơn quá lâu rồi. Thế nên là nó rất là khó và nó đối xử quan trọng. Phải tìm bến đổ, động lực, phải có người ngăn cấm, ngăn cản mình. Đúng rồi, đúng không? Chính xác, chính xác. Rồi, xong, tới bên kia. Em giới thiệu về mình đi. Đầu tiên em xin chào anh Minh Đạt, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Trang, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là nhân viên văn phòng, cụ thể hơn là em làm nhân viên nhân sự cho một nhà máy. Em sinh ra tại Nghệ An nhưng em chuyển vào và sinh sống tại thành phố Biên Hòa được 10 năm rồi ạ. Ở đó giờ là chào chị. Chào em, dễ thương quá. Dễ thương, dễ thương quá. Em có thích người đàn ông hút thuốc không? Thực sự là cũng khó có người phụ nữ nào mà thích người đàn ông hút thuốc ạ. Thì em cũng thế, em không ngoại lệ. Em cũng không thích người bạn trai hút thuốc ạ. Nhưng mà người ta đang có chiều hướng là sẽ là vứt bỏ thuốc. Đang tìm động lực, đang tìm động lực. Đối với một người phụ nữ
có thể đủ sức để mà thuyết phục họ. Thì giờ điểm mạnh điểm yếu em nè. Dạ, đối với em thì em tự thấy bản thân mình là một người nhanh nhẹn, độc lập và khá là mạnh mẽ. Thì em cũng có biết nấu ăn. Còn về điểm yếu thì em tự thấy là mình hơi cục tính một xíu do cái tính chất công việc là nhân viên nhân sự. Nên là khi mà mình xử lý vấn đề trong công việc thì đôi khi có những vấn đề mình không kiểm soát được cảm xúc thì mình hơi cục một xíu. Em có phải là tiếp người mà kỹ tính quá không? Em cũng là một người kỹ tính nhưng mà để mà kỹ tính quá thì cũng không phải. Có nghĩa là khi mà ví dụ như em đi làm về thì em thấy nhà bừa bộn á thì em có thể quét sơ, dọn sơ thôi chứ không đến nỗi là phải sạch bóng vào ngay tại thời điểm đó. Chà, hai bạn hôm nay rất dễ thương nha. Dễ thương bạn nào cũng ổn hết trơn á. Bây giờ mình đi vô tìm hiểu một chút xíu về tình trường nè, để cho mình hiểu nhau hơn ha, về tình yêu ha. Có kinh nghiệm nhiều chưa? Anh ghế xanh. Dạ, cũng khoảng 2 mối. 2 mối. Hồi sinh viên thì cũng có quen cô bé đó. Thì hồi xưa tụi em học từ một trường đại học kinh tế rồi chung một cái câu lạc bộ, rồi tụi em quen nhau. Quen cũng được khoảng hơn 2 năm á. Dạ. Nói chung là hồi xưa là kiểu là rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ luôn. Cái sau đó thì tốt nghiệp ra trường, mỗi người một công việc. Sau một thời gian thì bạn đi du học, bạn đi du học ở Nhật thì tha nhau quá thì ít liên lạc lại. Sau này còn gặp lại bạn đó không? Dạ, vẫn gặp lâu, vẫn tin hỏi thăm. Thì em với bạn đó vẫn là bạn từ hồi sinh viên tới giờ mà. Rồi, mối tình thứ hai. Em đi làm trong ngân hàng rồi em cũng quen được một cái bạn thì khoảng 5 rưỡi thì cũng vui lắm. Tại vì hồi xưa mình mới đi làm khoảng 5 rưỡi thì lúc đó còn trắng không? Dạ, cũng còn trắng. Tới bây giờ vẫn còn trong trắng mà. Dạ. Có biết gì đâu. Dạ. Dạ thì tới năm đó là em khoảng nhiêu ta, 24 triệu mấy, gần 25 tuổi á. Thì gia đình bạn đó cũng mong muốn là con gái người ta tới tuổi đó ở dưới ngoài quê rồi, người ta cần có một cái sự ổn định, cần có một gia đình. Đúng. Thì cái thời điểm đó thì thật sự là em nói là em công việc em cũng thấy chưa có đảm bảo được cái gì cho người ta, cái cuộc sống, cho nên em chưa sẵn sàng. Thì bạn đó, gia đình bạn đó thì có cái lựa chọn tốt hơn. Thì bạn đó có gia đình thì bây giờ đi lấy chồng rồi. Dạ, cũng có em bé rồi. Trời đất ơi, từ đó tới đây mấy năm rồi? Dạ, từ đó đến đây hả là khoảng 2018, 2019 gì đó, khoảng 2 năm rồi. 2-3 năm dạ, rồi, 2 năm nay là chưa quen ai hết. Dạ, thì em làm việc thôi. Phải mở cửa trái tim đi. Dạ. Sao? Cô gái, tâm sự về tình trường mình đi nè. Dạ, từ trước tới giờ thì em có tổng cộng là 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc em còn học cấp 3 thì em quen bạn này chung lớp với em. Dạ, tụi em quen nhau được tổng cộng là 3 năm cho đến khi mà tụi em lên Sài Gòn học đại học. Tụi em suy nghĩ lại thì cảm thấy tình cảm đó dạng như chỉ tình cảm trẻ con thôi á. Không có đủ chín chắn để bên nhau, với lại bạn đó cũng có cảm tình với lại một bạn học chung trường. Nên tụi em quyết định là chia tay. Dạ, mối tình thứ hai của em thì lúc em học năm 2 đại học. Thì em có quen cái anh này là làm ở chỗ làm thêm của em á, em làm nhà hàng. Thì anh này lớn tuổi hơn em, lớn hơn em 3 tuổi. Thì trong quá trình yêu nhau thì ảnh rất là tốt với em, rất là cưng chiều, nuông chiều hết mực luôn. Tụi em quen nhau được gần 2 năm thì... Cưng chiều hết mực, mà lý do vì sao? Dạ, lý do là anh này có bạn gái ở nước ngoài nhưng mà phận lại như vậy nữa. Cả khi ảnh có bạn gái, ảnh vẫn giấu em cái điều đó. Dạ đúng rồi. Thôi bỏ luôn em ơi. Là không sao, là khi bạn gái ông về là anh chia tay với em hả? Lúc dạ. Mà đang quen cô bé này là vẫn còn giữ biết liên lạc rồi, nhưng mà khi bạn gái về thì về nước là coi như chia tay với ảnh, chia tay với em. Dạ đúng rồi chị. Ảnh chủ động chia tay với em. Dạ đúng. Ảnh nói lý do gì? Dạ, ảnh nói là gia đình của ảnh muốn ảnh với chị này cưới nhau. Em cảm thấy như thế nào? Dạ, thiệt ra thì lúc đó em cũng còn trẻ chị. Thì lúc mà biết thì cảm thấy bị sốc xíu thôi. Nhưng mà đó là mối tình mà làm em sợ. Sợ hay là sợ? Em sợ. Sợ gì cơ? Thế là em sợ quen những người làm trong nhà hàng á chị. Ủa kỳ vậy? Sợ sự lừa dối, làm sao chứ sợ những người trong nhà hàng? Tại vì môi trường đó tự nhiên em phát hiện ra là các bạn nam dạng như rất là dễ giấu giếm bạn nữ đang quen để quen thêm một hai bạn khác á chị. Sao vậy? Tại sao môi trường đó là dễ? Tại sao môi trường giấu là môi trường nào cũng giấu được hết trơn á? Chỉ đâu bếp thôi mà. Tại... em không hiểu sao nữa, nhưng mà bây giờ em có ác cảm với ai làm nhà hàng không? Tại vì em chưa phai, chưa có trôi đi được. Thấy vô dừa rồi, đạp vô dừa, thấy vô dừa cũng sốc thôi. Chứ thật ra chị nói với em là ai em cũng nên sợ chứ không phải gì riêng những người làm nhà hàng. Yeah. Nhưng mà đừng có sợ tình yêu, tại tình yêu lúc nào cũng đẹp hết. Và cuộc tình thứ ba?
Cuộc tình thứ ba thì cách đây tầm khoảng 7-8 tháng. Là anh này em quen chung công ty của em luôn, quen được hơn 1 năm. Gia đình của em và gia đình của bạn là tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng mà sau đó bạn lại cắm sừng em một trời ơi, cắm sừng hoài với em. Tại sao kỳ vậy? Dạ vậy em có bị ác cảm với lại những người đồng nghiệp em luôn không? Dạ, em vẫn quyết định không quen người chung công ty. Trời, dạ, nhà hàng không quen, công ty không quen. Thôi bỏ qua đi em, giờ mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Mẫu nè. Mẫu hình mơ ước của em thì em mong là bạn nam cao, cao hơn em. Cao hơn em cao nhiêu vậy? Dạ em cao 1m63. Mình nói có ai cao hơn không ạ? À? À để coi em chẳng... em trai cái xanh cao nhiêu? Dạ 1m7 nha. 1m7 em trai cái đỏ? Em 1m65 vừa đủ. Ngon lành. Vừa đủ, ok. 1m65. Rồi sao nữa nè? Dạ em mong là bạn độc lập về tài chính, có thể tự lo cho bản thân của bạn được. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích bạn nam hút thuốc. Dạ em không thích bạn nam hút thuốc. Trời xong. Gì nữa cưng? Dạ với lại em mong là bạn nam đừng quá kiểm soát em. Kiểm soát theo cái kiểu là giống như bạn nam cũ em quen á, thì bạn không cho em mặc đồ theo sở thích của em. Nên em sợ... Sở thích em mặc đồ gì bị ngăn cản? Dạ thiệt ra thì em thích mặc đồ ôm. Nên bạn thì bạn không thích. Với lại trong lúc quen bạn đó thì em không có mối quan hệ nào khác ngoài bạn nam. Là em không có bạn bè gì khác luôn, chỉ tập trung duy nhất thôi, bạn trai thôi. Nên em mong là mối tình tiếp theo của em sẽ không như vậy. À, rồi sao nữa? Mẫu hình gì nữa nè? Với lại em mong là bạn nam có thể thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của em là em... Sao? Gia đình em sao nè, không đầu kể khổ gì dạ. Sao? Tại vì mẹ em chỉ có duy nhất một mình em thôi. Nên sau này em cũng muốn là có thể là sống chung hai gia đình. À bắt rễ hả cơ? Dạ bắt rễ thì không chị. Tại vì em biết là bây giờ đa số là sẽ là con một hoặc là con út thôi. Nên chuyện bắt rễ thì nhà em không có phải là muốn bắt rễ á chị. Chứ sao? Nhưng mà em muốn sống ở gần mẹ em. Mẹ em thì không có bắt buộc em đi đâu, mẹ phải theo đó chị. Nhưng mà mong muốn của em là gì? Đó là cái mong muốn của em rồi đúng không? Dạ. Rồi còn ba? Dạ ba em mất lâu rồi. À cho nên là có hai mẹ con thôi. Dạ. Rồi được, cũng đồng ý. Để kiếm anh nào mà có mẹ chồng đang sống với mẹ chồng á, hai bà xu sống chung với nhau vui. Mình phải... Tình trường mình sao cơ? Theo em hiểu thì khi mà nói đến tình trường thì nó phải là một cái mối quan hệ mà mình song phương kìa. Em thì em chưa có mối quan hệ nào như vậy cả. Cái gì ba mấy tuổi chưa có mối quan hệ nào song phương? Dạ đúng rồi, em chỉ có đơn phương thôi. Em đơn phương người ta. Dạ đúng rồi. Có người ta nào đơn phương em không? Cái này em không rõ. À, em đơn phương người ta mấy mối? Có hai mối là em thấy là vẫn còn nhớ tới giờ, vẫn gọi là đáng lưu tâm. Bạn là một bạn nữ rất thẳng tính. Và em thì em rất đề cao cái sự thẳng thắn của các bạn nữ. Thì em cũng duy trì cái tình cảm này trong khoảng 10 năm. Trời ơi, tình đơn phương gì 10 năm? Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh xao xuyến. Trời ơi, sao em vĩ đại vậy? Em yêu cái gì mà 10 năm mà người ta không yêu em? Em yêu chi dữ vậy? Em rảnh quá ha. Và cái người con gái nó biết được tình cảm em dành cho cổ không? Dạ, bạn biết ạ. Em có biết. Tỏ tình không? Dạ có. Và bạn có trả lời sao? Dạ thì bạn từ chối thôi ạ. Từ chối? Mà em vẫn cứ theo? Không, không, trong 10 năm tỏ tình được mấy lần? Em nhớ phải ít nhất là 5 lần. 5 lần đều từ chối hết. Vâng. Nhưng bạn đó có bạn trai không? Em không biết về thông tin đó, em chỉ biết là giờ bạn đã có chồng rồi thôi. Thôi nói chung là vậy nè, sống nó cũng vội vã. Mà nhiều khi mình cứ chút, mình chăm một điều gì đó, mình cứ cố gắng cưỡng cầu quá nó cũng không hay. Rút kinh nghiệm ở lần sau mình phải nhạy cảm một chút xíu. Thà ngay từ đầu, mình hay cảm nhận ngay từ đầu, thấy được phải cái gì vậy? Tình yêu nó phải cừ hai phía. Nó phải tương tác với nhau mới gọi là một cái tình yêu. Chứ bây giờ mình đơn phương không thể gọi là mối tình được. Chị không có chấp nhận những cái mối tình đơn phương. Chị mà thích ai một lần, lần thứ hai, lần thứ ba cũng được. Tại sao phải cực khổ vậy? Trong cuộc sống nó còn nhiều cái thú vui khác. Thậm chí dù không có bộ luôn cũng được, để thành tâm trí làm những cái cuộc chuyện khác, gia đình, rồi đủ thứ, mọi thứ, phát triển sự nghiệp. Dạ. Hy vọng lần này em sẽ may mắn hơn. Cảm ơn chị. Đừng phí tuổi xuân mình vào những cái điều vô bổ. Lần này sẽ tươi sáng hơn. Bây giờ mẫu hình nè. Em quan tâm tới cái mặt tính cách nhiều hơn thì em mong muốn là bạn là một người thẳng thắn, một người cởi mở và sẵn sàng mình nói chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau. Em đề cao cái tính thẳng thắn của bạn. Rồi em cũng chỉ mong là bạn xinh thôi hết rồi. Nam mà ai muốn nữ xinh ha. Rồi, tới em gái. Đây, đây em. Em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là sau khi em tốt nghiệp đại học. Thì ra là người này là do một người quen mai mối cho em. Thì lúc đấy mới ra trường cũng chưa có cái công việc ổn định. Thực ra em mới đi làm cho nên em muốn là mình tích lũy về kinh nghiệm, tập trung về công việc và gia đình.
Cho nên là hai người đã đồng ý là sẽ dừng lại mối quan hệ. Và sau đó một thời gian thì ảnh đi lấy vợ. Dạ, còn mối thứ hai thì lúc đó là cách đây một năm. Thì cũng vô tình quen biết ở trên một cái trang xã hội, mạng xã hội thôi. Em không có ấn tượng gì nhiều. Tại thực tế thì khi mà gặp qua một vài lần thì cảm thấy là tính cách không có hợp. Thứ hai nữa là không có đủ cái đảm bảo về cái kinh tế sau này để mình có thể là dựa dẫm và mình có thể là yên tâm. Cho nên là em cũng quyết định em dừng lại. Bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào? Em cũng mong muốn tìm được một người bạn trai. Thì như hồi nãy em nói, tính em cũng khá là mạnh mẽ, độc lập. Cho nên là đôi khi em cảm thấy mình không có được dịu dàng như những người con gái khác. Và em cũng mong là người bạn trai có thể là hiểu cho tính cách của em và bao dung cho tính cách của em một tí. Có thích mẫu cao, thấp, mập, ốm gì không? Có tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình đối với em thì ưa nhìn một xíu. Tại vì hồi nãy em có nghe bạn ghế đỏ gọi là hút thuốc thì... Tại trong đầu em trước đó em cũng hình như trong đầu là hình mẫu của mình không phải là một người hút thuốc. Cho nên khi mà nghe bạn hóc đỏ rồi, người ta quen em là người ta bỏ rồi, hiểu không? Dạ, cho nên là em mong là người ta có động lực để người ta bỏ. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Minh Đạt ạ. Em bác gái hơi run nên em hơi thay bác gái. Nhưng mà em là đi chung hay là... Dạ, em đi chung, em là chị đồng nghiệp với cả bé Trang. Rồi, dạ, là đây mẹ Trang hả? Dạ, đây mẹ Trang. Dạ, thì Trang thì thực sự là rất là mạnh mẽ, với cả là bên trong thì thực sự là cũng nói ngoài mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong yếu đuối ạ. Thì như nãy giờ là ngồi nghe hai bạn nam chia sẻ thì em cảm thấy là đúng là cái anh ghế đỏ thì có vẻ là cũng thực sự là em thấy là cũng phù hợp. Chỉ mong rằng là anh nói rằng là nếu mà có một cái mục tiêu thì anh có thể bỏ thuốc. Hai bạn mà đến được với nhau thì em với cả bác gái ở đây cũng rất là vui. Cảm ơn em. Nhưng mà Tường vẫn muốn nghe cô nói một vài câu. Bây giờ cùng hai chàng rể đó, cô lựa chọn rể đi. Cô không có đòi hỏi gì là cái người con là con rể là cao sang lắm. Chỉ mong rằng là con sau này một là hạnh phúc, hai nữa là có thông cảm chia sẻ cho nhau để là đi đến là hạnh phúc trăm năm. Mà hôm nay cô có chấm được anh nào chưa? Trong hai anh này cô chấm anh nào? Cô luôn luôn là muốn là con gái mình là muốn gần gần mẹ tí. Cô muốn là bên anh ghế đỏ nó ở Sài Gòn thì nó gần bên Hòa hơn. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bên chị gái bên đây, mình là đi ủng hộ em nào? Dạ, mình là chị ruột của Hùng trước hết á, là về hai bạn nữ phía bên này á. Thì hôm nay mình rất là vui, tại vì hai bạn này rất là xinh luôn về ngoại hình. Cũng như là rất là dễ thương trong những câu chuyện các bạn chia sẻ. Cho nên thật ra mà để tư vấn cho Hùng chọn bạn nào, mình nghĩ là Hùng tự biết là người nào sẽ hợp với mình hơn. Nên cũng không cần phải tư vấn, nhưng mà mình chỉ xin là nói một chút xíu, đính chính cho em trai của mình thôi. Tại thấy mọi người băn khoăn về chuyện hút thuốc nhiều quá. Tức là Hùng thì là một người rất là đặc biệt đối với mình. Không phải là tại vì bạn là em mình đâu, mà tại vì bạn có những cái tố chất đặc biệt thật. Nhưng mà những cái tố chất đó thì phải qua tiếp xúc một thời gian dài, cũng như là có những cái hoàn cảnh mà nó khó khăn đặc biệt á, thì nó mới bộc lộ ra, thì người ta mới biết được. Chứ Hùng không phải là kiểu khoa trương, mà cũng không phải là kiểu mà biết cách để gây chú ý. Tức là kiểu là nói được làm được á. Một cái kiểu người mà đáng tin cậy. Và cái kiểu người mà khi mà có chuyện khó khăn á, mình biết mình có thể dựa dẫm vào được. Và nếu mà có bạn gái thì mình tin chắc luôn là bạn sẽ là một người rất là tốt với bạn gái của mình, và rất là ủng hộ bạn gái của mình phát triển cái bản thân của bạn đấy, chứ không phải là cái kiểu mà phải gò bó theo cái này theo cái kia. Nhưng mà nói chung thì đối với em á, Hùng là một người rất là đặc biệt. Mặc dù em được mang tiếng một người mạnh mẽ, nhưng mà nếu mà người đàn ông nào mà em dựa vào được á thì chỉ có ba em mới là em trai của em thôi. Ok, cảm ơn em. Rồi, chờ gì nữa nè? Chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho các bạn gặp nhau nhé. Hai ba. Mở cửa trái tim. Tan. Dạ, chắc trước tiên là mình có một món quà nhỏ gửi tặng hai bạn. Rồi. Mình xin gửi bạn. Em cảm ơn ạ. Mình xin gửi bạn. Em cảm ơn. Rồi. Em cũng có món quà nhỏ tặng bạn. Nghĩ sao? Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Cảm xúc đầu tiên của em khi mở cửa cái trái tim này ra, nhìn thấy hai cô gái, cảm xúc của em như thế nào? Hai bạn xinh. Rất là xinh. Cái gì nữa? Nguyễn chưa? Hai luôn. Nguyễn chưa? Khớp. Khớp. Không biết từ có sao xíu, có rung động gì chưa? Có. Gì chớp 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 vậy trời?
đó là nheo lia lịa luôn á, hay là hồi hộp quá. Trong lòng mình đã có tia tia, có hướng hướng nghiêng về cô nào chưa hay là đang còn mong lung? Dạ cũng có định hình. Có định hình rồi. Dạ. Tốt. Bên đây sao Hùng, sao em cảm thấy hơi ngợp tí. Sao ngợp? Sao ngợp? Dạ, hai bạn xí quá nên là đầu óc mình nó giống như nó bị choáng bởi cái sự xinh đẹp đó, nên là mình... À, cái sự xinh đẹp hả? Mình không suy nghĩ được gì nhiều cả. Trời ơi, cũng ngọt ngào dẻo miệng dữ ha. Hai em gái của mình thì sao? Em gái ơi cái đỏ. Cảm xúc đầu tiên khi mà nhìn thấy hai anh thì như thế nào? Dạ, thì đầu tiên em thấy hai anh cũng có cái tiêu chỉnh, như là ban đầu là ngoại hình ưa nhìn rồi. Ưa nhìn. Dạ, còn phần cảm xúc thì em thấy cái câu chuyện của anh thì có một số những cái điểm giống với những cái tính cách hiện tại của em. Em cũng cũng hơi suy nghĩ một xíu. Rồi, em gái cái sao? Dạ, thì em cũng thấy hai bạn nam ngoại hình rất là ưa nhìn. Với lại cũng có một tí đặc điểm của người mà em mong muốn. Đâu, thí dụ đặc điểm gì cho anh nghe coi. Dạ, thứ nhất là nhìn có thể tin cậy được. À, mẫu người đàn ông tin cậy được. Dạ. Rồi bây giờ mình giao lưu đi, và các bạn có muốn hỏi tâm gì nhau không nè, trò chuyện gì không nè. Cái đỏ, Hùng. Dạ. Muốn hỏi gì cô nào không, hỏi đi. Trang đúng không ta, Trang đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Anh hình dung là em đang sống và làm việc ở Biên Hòa. Dạ. Như vậy thì sau này nếu như mà chúng ta có ở trong một mối quan hệ với nhau. Dạ. Như vậy là anh hình dung là anh sẽ chủ động gặp em đúng không? Ở Biên Hòa. Tại vì thực sự thì em ở Biên Hòa, nhưng mà cái thời gian để em dành thời gian để em lên Sài Gòn em đi chơi hay là đi công việc hay là đi công tác thì rất là ít, và em thực sự không có biết quá nhiều về Sài Gòn. Lên Sài Gòn em xa lạc luôn á. Em không biết đường, không có rành rành đường ạ. Không sao đâu. Em cứ lên Sài Gòn đi lạc vào tim anh được mà. À, lạc vào tim anh rồi, thả thính rồi, ghê quá. Trời ơi, chứ đâu có ngờ, không biết nói chuyện dữ ha. Nếu như mà hai đứa mà có tiến tới với nhau được, tìm hiểu nhau thì mình nhắm là mình bao lâu thì mình sẽ gặp nhau được một lần để mình tìm hiểu, hẹn hò, đi chơi, đồ ăn uống rồi. Thường thì thứ bảy chủ nhật em đều rảnh cả mà. Nên là nếu như mà Trang là mới hẹn hò với mình thì thứ bảy chủ nhật nào có thể dành cho Trang được. Wow. Yeah. Hơi thắc mắc một xíu là anh hồi nãy anh có nói là anh khó tính với anh kỹ tính á. Thì tại vì bản thân em cũng tự thấy là mình khó tính, mình cũng hơi kỹ tính một xíu, nhưng mà ở cái mức độ mà kỹ quá thì ví dụ như trong trường hợp là anh và anh về nhà đi, nhưng mà nhà nó hơi bừa bộn một xíu, mà ví dụ là em đi em mệt á, em không có chưa kịp dọn á, thì anh thấy sao, anh nghĩ sao ạ? Không dọn. Trong tình huống đó thì anh khó chịu chỗ nào thì anh xử lý chỗ đó. Dạ. Ví dụ như anh thấy nhà nó dơ và anh muốn nó sạch đúng không? Thì anh sẽ đi lau. Đó, đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi mà. Cái vấn đề mà anh nghiện thuốc lá thì em không có gì hết, nhưng mà em chỉ nói là tại vì thực sự là đối với em thuốc lá nó là cái hình ảnh nó không có được tốt. Tại thực sự hồi trước thì ba em cũng là một người rất là nghiện thuốc lá và cũng bị mất do một phần là vì thuốc lá, cho nên thực sự là em rất là mong là anh cố gắng hết sức để mà chúc anh thành công, chúc anh thành công, bỏ cái thuốc lá đi. Cảm ơn em. Dạ. Đó, vì sức khỏe của anh thôi, thấy không? Vì tương lai chúng ta nữa. Rồi, ok. Còn cặp xanh này sao đây? Bạn này muốn hỏi ai câu nào hỏi đi. Anh mẻ lên. Hỏi bạn áo đỏ. Hỏi bạn áo đỏ. Rồi. Ở đây em có áo đỏ chứ hỏi là đi du lịch không? Thật ra thì từ trước đến giờ các mối tình của em thì em chưa có đi du lịch với bạn trai lần nào hết. Với lại con người của em thì em thích trải nghiệm du lịch dạng như là nghỉ dưỡng nhiều hơn là đi khám phá. Nên nếu mà anh cũng muốn như vậy thì có thể mình có thể suy nghĩ đến chuyện sẽ đi du lịch cùng nhau. Mà hai bạn nữ có tặng quà gì không nè? Dạ có. Có, à có tặng quà. Em gửi tặng anh một cuốn sách em rất là thích. Mong là anh sẽ đọc sách. Cảm ơn em. Bên đây là cuốn sách, lấy ra coi sách gì? Yêu những điều không hoàn hảo. Làm sao để chấp nhận chính mình trong một thế giới tuyệt vọng, phấn đấu cho sự hoàn hảo. Bây giờ tại tìm hiểu nói như đó rồi, bây giờ làm gì văn nghệ lên cho nó vui nè. Dạ hát được không? Em hát được không? Hát nhưng mà chắc em hát một đoạn ngắn thôi anh nha. Hát đoạn ngắn luôn. Ngắn thôi. Dạ thì... Đủ tay ủng hộ ảnh đi nha các bạn. Xong nữa nè. Sau đây mình xin phép được trình bày một đoạn trong bài hát Giọt Nắng Bên Thềm. Wow. Rồi, Giọt Nắng Bên Thềm. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Quên lời. Giọt nắng. Cái bài cái tựa đó. Giọt nắng luôn lên gì đó.
Mùa sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Trời ơi, trời ơi. Mình đi hát mà tình cảm mà sao em giống như là ngồi mà giống như là vừa cái tình đến thẻ mà vừa hát vậy cưng. Trời đất ơi. Không mà hát nó có hồn chứ bộ. Còn nắng ơi, cũng hát cho mà. Có nghĩa là em hát mà chị đang hồi hộp không biết là em còn nhớ cái con sao không thiệt đó. Mà giống như đang chờ đợi một cái tiết tấu gì à. Không biết còn nhớ con sao không? Em cười gì em, người ta hát tặng chương trình mà em cười gì á. Em cười gì á? Dạ tại vì em có suy nghĩ giống chị Tường. Em sợ bạn không nhớ con sao. Bây giờ em hát đi, giờ tới phiên mình. Dạ. Thôi bây giờ đang hát, hát rồi đàn gái mình cho em dễ được. Giờ đàn gái có giờ hai bạn nè. Ai là người siêu không hát? Em thực ra thì em cũng có biết hát nhưng mà tông em không có lên cao được cho nên là em hát thấp khúc nhỏ thôi ạ. Rồi. Dạ. Ok. Nhớ tay. Khúc nhỏ trong bài Tình Anh ạ. Ừ. Dạ. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh, đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ rơi vì người đi mãi. Chưa? Cảm xúc thế nào? Hoàng hồn. Sao em? Hả? Dạ giọng của bạn rất là hay. Mời em đâu bây giờ cho em nắm tay luôn á để tạo cảm xúc luôn đó. Chị thấy như là em bị đứng lên em bị hít hít lại luôn á. Rồi bây giờ nói câu cuối rồi đó là hết giờ rồi đó. Nói gì nói đi. Nói đi. Em biết nói gì đâu. Xin phép nắm tay. Okay. Xin phép bạn. À thôi xin phép cho em nắm tay em. Dạ. À. Em lạnh quá. Em lạnh quá. Thôi mình hẹn gặp lại nhau em ha ở Biên Hòa. Dạ. Okay. Trời ơi, có lời nhắn nhủ nghe đổ hôi quá. Lên Biên Hòa chơi không? Rất là dễ thương. Còn nhỏ này cười gì qua. Dạ. Thử luôn chứ. Làm đi. Chỉ để thôi hồi về nói sao chị Tường cho em cơ hội. Dạ. Rồi xin phép người ta cho nắm tay rồi nhắn nhủ. Hiện tại thì cho bé nắm tay cái. Mình rồi cũng đây. Dạ. Rồi. Nói nè. Em có đồng ý là cho anh một cái cơ hội để mà chúng ta có thể là tìm hiểu nhau. Tại vì chương trình cũng đã là một cái cơ hội là rất là tốt. Thì em cũng muốn là hai đứa mình có thể tìm hiểu trước. Ôi, rất là bến tre luôn á trời. Hãy nhìn về phía trước, nhắm mắt lại, lắng động, kiểm tra lại cái lý trí của mình, kiểm tra lại cái cảm xúc của mình. Và sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định là có bấm hẹn hò hay không. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn hãy đặt tay lên nút bấm của mình đi nè. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Hai anh cũng có cái tiêu chỉnh như là ban đầu là ngoại hình ưa nhìn rồi em cũng hơi suy nghĩ một xíu. Thì em cũng thấy hai bạn nam ngoại hình rất là ưa nhìn, với lại cũng có một tí đặc điểm của người mà em mong muốn nhìn có thể tin cậy được. Em ở Biên Hòa nhưng mà cái thời gian để em dành thời gian để em lên Sài Gòn em đi chơi hay là đi công việc hay là đi công tác thì rất là ít, và em thực sự không có biết quá nhiều về Sài Gòn. Lên Sài Gòn em xa lạc luôn á, em không biết đường, không có rộng ra đường ạ. Không sao đâu, em cứ lên Sài Gòn đi lạc vào tim anh được mà. Từ trước đến giờ các mối tình của em thì em chưa có đi du lịch với bạn trai lần nào hết. Với lại con người của em thì em thích trải nghiệm du lịch dạng như là nghỉ dưỡng nhiều hơn là đi khám phá. Nên nếu mà anh cũng muốn như vậy thì có thể suy nghĩ đến chuyện sẽ đi du lịch cùng nhau. Bắp.
mời hai cặp đôi nắm tay nhau cả đã nè. Mừng quá, lâu lắm rồi ông bà Mai mới lấy lại phong độ. Không, nhưng mà thật sự là hai cái cặp đôi này rất thật là phù hợp. Phù hợp nhau. Rất là phù hợp với nhau. Tặng cho nhau nụ hôn để đánh dấu bước khởi đầu cái mối quan hệ nghiêm túc này. Rồi, Hùng với Trang. Xin phép. Qua phụ huynh đó. Hy vọng là Trang có thể cho anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của em. Wow. Xin phép trong trắng trao cho em một nụ hôn ha. Trao cho em một nụ hôn luôn. Ủa gì vậy? Wow. Hai đứa nó cũng má hả? Nó khỏe má. Biết đâu hả? Ok, ta đi. Cái điểm nhấn mà. Bây giờ thì chị Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho các bạn nhé. Cảm ơn. Các cặp đôi bấm nút thành công chương trình dành tặng cho các bạn một phần quà nhỏ, đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Và trong ứng dụng này thì cũng sẽ có được sự tư vấn từ ông mày bà mối rất là duyên dáng nha các bạn nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện để mà tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Các bạn có thể đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất các bạn nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nhé.